Khoảng 20 giờ tối 24 tháng 1 năm 2018 xảy ra vụ cháy mía tại phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Vụ cháy kéo dài vài giờ đồng hồ đe dọa hàng chục hecta mía và nhà dân liền kề. Những người dân cho biết, vụ việc được phát hiện khi lực lượng công an và dân quân phường Lê Lợi đi tuần tra gần khu vực bờ kè sông Đắk Pla, phát hiện đám cháy phát ra từ ruộng mía của các hộ dân ở tổ 1 phường Lê Lợi. Sau đó, ngọn lửa cháy lan ra khu vực xung quanh bãi mía rộng 10 hecta ở đây và cháy dần về khu dân cư khiến người dân lo sợ. Công an tỉnh Kon Tum kịp thời đưa hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều ô tô chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy. Hơn một giờ sau, đám cháy này bị dập tắt. Ông Vũ Việt Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum cho biết, có khoảng 3.000 mét vuông mía bị cháy rụi. Vùng mía bị cháy thuộc vùng quy hoạch mía của nhà máy đường tỉnh Kon Tum. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.